Và sáng giờ em cân ốc nha mọi người, cân ốc giống đi vào nha. Cái này bèo cám này thì mới thả vô nha. Nhiều đây chứ nhiều ốc đây, nhiều khoảng mấy chục ngàn con à. Ăn đêm một là hết rồi, ăn mau lắm. Cái này sau khi mà đem ốc đi bán rồi, cái số lượng còn lại mới bỏ bèo cám vô cho ăn nha. Còn lúc mà cũng như bữa nay đi giao phải không, là nguyên ngày hôm qua là em không có cho ăn nha mọi người ơi. Tại vì khi mà thả vô cho nó ăn là bữa nay đi bán không được nha, con ốc nó dễ chết lắm. Đó. Này là em mới thả vô, em mới quăng vô. Quanh đây một tí à. Con đã thử, có khi nào mà con thử cái ao của mình nuôi theo kiểu vậy không? À, nuôi bông súng với bèo gì nè. Lỡ có một ngày nào đó mà bèo nó có chết đi chăng nữa thì cũng không sao. Con ốc cũng không có nhầm gì, cũng còn lại cây bông súng cũng được. Màu lớn lắm nha bà con. Màu lớn lắm, màu lớn mà nó cái vỏ nó phát triển dữ lắm, nó nổi vậy kìa. Bữa nay đi giao ở Vĩnh Long nha bà con. Này, chỗ này sẽ đựng được cám thôi. Thì một con ốc 200 đồng một con nha bà con ơi. Tặng thêm 20% nữa. Là cái thùng này. Cái thùng này nó có 30 ngàn ở dưới đây nha mọi người. Đó, em đóng thùng gì là cực kỳ an toàn nha. Ốc là ốc siêu mạnh nha, chứ không phải ốc mạnh nha mọi người. Con này là siêu mạnh nha. Tại vì nó mạnh hơn á. Con ốc giống mà nó mạnh. Bà con phải ương nó ốc, ương ốc quá. Khi nó nở ra nó phải nằm ở dưới ao nha. Còn nó ở trên thùng xốp này thì nó yếu lắm. Nó ở dưới ao là nó mạnh lắm. Tại vì em nói với bà con lý do này á, là khi mà em bán con giống này đi ra ngoài Bắc á, là người ta yêu cầu á, là không có được ấp con giống ở trên cái thùng xốp này giao cho người ta. Người ta không có chịu lấy, cho nên bắt buộc phải ấp ở dưới mương á, ấp vô dèo xuống dưới mương ấp ra cho người ta giao, người ta mới nhận. Và trước khi đó là không có cho ăn luôn, đồng ý là bà con cho ăn vô thì nó sẽ nặng hơn, nó sẽ ít con lại. Nhưng mà em bán cho bất kỳ ai cũng vậy ha, em không có cho ăn nha bà con. Trước khi giao cho bà con là một ngày đó, là sẽ cho nó đói, không cho nó ăn. Khi tới bà con nó mới ăn nha. Rồi em làm cái này cho nó đúng theo cái từng bước vậy thôi, cho tới bà con được con ốc siêu mạnh nha. À, bữa hôm em cũng có đi xuống dưới Sóc Trăng ha, em có đi xuống dưới Sóc Trăng bán gì nè. Vừa thả ra một tí xíu là nó bò ra khỏi tờ lau chuối luôn nha bà con. Ở Đồng Nai rồi nữa cũng vậy nha. Sóc Trăng với Hậu Giang bán nhiều lắm, Đồng Nai và ngoài Tây Ninh rồi cũng nhiều lắm. Thường em ít có quay lắm, em chỉ chủ yếu là quay này kia cho bà con biết cách nuôi thôi chứ. Rồi hôm nay thì em quay vậy thôi, để họ. Rồi mới thả ốc xong mưa tới luôn bà con ơi, còn đẩy cái lá môn lên nữa kìa. Ở bà thì ở đây thả bằng cái lá bạc hà nha bà con. Chút tạnh mưa quay tiếp bà con ơi. Ở này mới thả, mới trời mưa mới dỡ cái thùng vô nha bà con. Ổn ha. Thả xong rồi đợi cho nó làm sao mới được mới đi nha mọi người. Đó thì ra nó bám vô đó chứ nhắc rồi.
ở bên đây. Ăn gỗ gỗ bên đây cũng nhiều không, bên đây thả nó hơi thưa hơn. Trời, cái trứng ốc thái hả? Ốc thái bữa hổm ở đây mấy hồ là nhiều bà con rồi. Tính anh bán ốc thịt hết trơn rồi, 70.000 một ký. Ốc là ổng nè, ổng nuôi nè cả tháng rồi. Ốc mà nuôi trên bờ mà bỏ đại gì nè, 20 ngày cả tháng mới thay nước một lần. Trời ơi thiệt, cho nên nó bị mòn. Cái này thì mới kêu ảnh bơm nước lại rồi. Cái ống xả chèn nó xuống chút, bơm nước vô, vừa bơm vô vừa chảy ra nha mọi người ơi, mới được. Chứ không phải là nuôi trên bờ mà bỏ đại là thành công đâu nha bà con, không được đâu nha. Có trứng nữa kìa, này nuôi trên bờ là phải biết cách thì nó dễ lắm, nó không có bệnh đâu nha bà con. Trên bờ này nó biết nuôi rồi nó dễ lắm, nó không có bệnh hoạn gì hết, chỉ có lâu lớn hay mau lớn thôi. Rồi mang ốc thái 70.000 ký hả anh Tư? 100.000 hả? Vậy tưởng đâu 70.000 chứ. Mang ốc thái 70.000, 100.000 ký nhiều rồi. Ta nuôi mấy hồ bán ra bộ có lý rồi ta. 100.000 ký. Tháng này chắc bán không tới 100.000 đâu, tháng này tháng này tới vụ của nó rồi, tới mùa của nó rồi. Vài bữa em bán luôn ốc gắt bếp nha bà con ơi, em quay ốc gắt bếp cho bà con xem luôn nha. Ốc thái bán 100.000 ký luôn, vừa không về báo giá cho ta 70.000 không à. Khó rồi, đâu ăn lời 30.000 ký dữ vậy. Nửa ký xong móc ra bán còn được 16 ký rưỡi. 16 ký rưỡi hả? Nuôi bỏ đại đó mà. 16 ký rưỡi ốc thịt hả? Được 1.6 triệu. Mua nửa ký được rồi, mua nửa ký mấy trăm ngàn rồi phải không? Nửa ký 700 hay gì đó. Nửa ký trứng ốc thái mà nuôi nuôi trên bờ đó nha mọi người. Nuôi bỏ đại luôn mà được 16 ký rưỡi gốc thịt, bán được 1.6 triệu. Hài đó. Vẫn lời, vẫn lời, tại vì nữa ký trứng ốc thái có mấy trăm ngàn à. Được rồi anh Tấn lấy ốc thái không, anh Tấn lấy con giống mà mua nửa ký phải nhớ rồi, mua nửa ký trứng mà ấp ấp giùm đúng không? Đấy rồi mua để ra nắp hả? Rồi ốc thái thì 100.000 ký. Rồi clip bữa nay đến đây thôi nha bà con ơi, thì cái máy này phải có phán vô mới được nha, phán vào thay nước nha. Chỉ cần học được cái cách thay nước và cái cách phán đó là phán gì là nuôi là chắc chắn thành công nha bà con. Trên bờ này cũng dễ, không khó không. Rồi, lúc đây xin tạm biệt, xin chào và hẹn gặp lại bà con mình có thích chưa. Hôm nay nước cạn quá ta. Ba bánh mì vô cho ăn hôm nay. Ăn gì? Bánh mì. Ăn bánh mì hả? Rồi, giới thiệu cho bà con luôn. Nuôi kiểu mới luôn, nuôi ốc thái trong thùng xốp luôn. Bữa mua cái đó nhiều, ở cái đó tự nở hả? Ăn. Trời, trời nước gì mà chưa thay nữa hả? Chưa thay.
nó sống dữ lắm. Nó sống mạnh ha. Ừ, đúng không? Ừ. Gặp ốc bu mà nước nó dơ kiểu này là tiêu hết trơn rồi. Mình kiểm tra con nha bà con. Tối quá cái hơi có gần hơn. Đây đừng có dày nữa nha, mật độ này đừng có dày nữa nha. Dày nữa thêm thùng nữa mới được nha. Dày quá khó lắm ạ. À. Trái cây bèo mà còn chết nữa kìa. Chứ có nắng đâu có để đâu. Sợ tính thiệt chứ. Có. Bèo này để nó gục xuống sẵn cho ốc ăn luôn. Dạ. Yeah. Nuôi theo kiểu mới nha mà con. Không thèm thay nước luôn. Mà vẫn sống hào phà hả? Sống. Đó. Nó phải thứ dữ nữa. Tới hụn vậy mà có ốc vẫn lớn hả? Ừ. Ủa đúng ra là có nắng nó mới lớn chứ. Nuôi lâu chưa? Cũng độ chừng 2 tháng rồi à. 2 tháng rồi. Vậy là hơi lâu rồi, hơi chậm rồi. Bởi mày nuôi chai gì đó hả? Ừ, nuôi tôi cần sao. Anh lớn rồi đó. Bỏ xuống dưới đi. Bỏ trên đó sao leo xuống nổi. Xong nổi. Chơi thứ dữ nữa rồi. Mấy cái bể này để làm gì? Bể này giờ để đựng nước đi, chứa nước đi. Không nuôi nó hả? Nuôi bẻo chết chưa? Chứ trong mát mà. Không có nắng, nuôi bẻo chết chưa? Ừ, trong mát không được. Chứ cái này mà sáu phân nửa này. Ừ. Sáu phân nửa nuôi đây được nè. Đúng rồi. Cái này của ta lấy gì tháo? Rồi bỏ vậy. Rồi chơi một cái mấy cái hồ đó 1, 2, 3, 4, 5 mình hồ đó là đủ xài rồi, đủ chơi rồi. Trời, anh tính được chưa? Phá cho nuôi trong thùng xốp luôn, không thèm ra hồ luôn hả? Không.